Một thế hệ nghệ sĩ mới đầy nhiệt huyết với nhảy múa đang dần được hình thành ở Việt Nam qua hàng loạt các chương trình cuộc thi lớn trên sóng truyền hình. Đây cũng chính là ngọn lửa hun đúc tinh thần để giới trẻ Việt tự tin sống hết mình với những đam mê. Trong đó không thể không kể đến cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, một sân chơi thu hút được hàng ngàn thí sinh yêu thích nhảy múa đến từ khắp mọi miền trên cả nước. Sau cuộc đổ bộ hoành tráng tại 8 thành phố lớn để tìm ra những gương mặt vũ công ấn tượng nhất, Top 20 của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa năm đã chính thức lộ diện. Họ đều là những thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt để có thể đến với con đường nhảy múa chuyên nghiệp này. Thời mình còn mới tập nhảy thì khi mình nhảy những động tác uốn dẻo thì ba mình đã mắng mình một câu: mày nhảy như một người bị bệnh ung thư. Nếu nó là bệnh ung thư, tôi rất muốn cái căn bệnh ung thư đó sẽ tràn đầy vào người cơ thể tôi. Căn bệnh ung thư đó mang tên là nghệ thuật nhảy. Nhảy múa là tất cả đối với em. Em có thể nhịn ăn được nhưng em không thể nhịn nhảy. Em sẽ chứng minh là nhỏ tuổi, không kém cỏi. Em có thể nhảy qua ngày này qua ngày nọ. Em có thể không làm bất cứ điều gì, nhưng đối với em thì cuộc đời em là em không thể sống thiếu nhảy được. Bất cứ ai muốn nhảy hay múa giỏi đều phải trải qua quá trình tập luyện không mệt mỏi. Thế nhưng thực tế hiếm vũ công nào có thể khẳng định được tên tuổi. Vượt qua mọi rào cản, mất mát và cả sự hy sinh, ngày càng nhiều các bạn trẻ Việt Nam tìm đến với loại hình này. Đơn giản chỉ có thể gọi đó là đam mê. Và đam mê đó có cơ hội để tỏa sáng hay không lại phần nhiều phụ thuộc vào các chương trình như Thử thách cùng bước nhảy. Nghề vũ công bao giờ cũng về cái tiền cát xê nó rất là ít, thành ra nó là cực kỳ thiệt thòi cho các bạn. Nhân cái cơ hội này các bạn hãy biết tỏa sáng hơn nữa trong chương trình và ngoài chương trình, bởi vì không phải lúc nào bạn cũng có một cái cơ hội để được các cái bệ đỡ, gọi là tạm gọi là bệ phóng của truyền hình cũng như là showbiz nâng các bạn lên được bằng chính tài năng và khả năng nhanh nhạy của các bạn. Năm mùa rồi và mình thấy Việt Nam có đủ dancer, có rất là nhiều sân khấu, rất là nhiều sân chơi, rất là nhiều cơ hội cho dancer của mình. Đổi mới và đề cao tính giải trí, Thử thách cùng bước nhảy mùa năm sẽ đón chào những giám khảo và người dẫn dắt chương trình hoàn toàn mới. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ, biên đạo chuyên môn trong và ngoài nước cùng các ngôi sao của showbiz Việt để hỗ trợ hết mình cho các thí sinh. Để đi đến được vị trí như thế này trong top 20 thì em cảm thấy thật sự rất là nhiều khó khăn. Tại vì với một người chưa từng tập nhảy múa như em thì tất cả là những sở đoản, không có một sở trường nào hết. Với em thì nhảy múa nó rất là quan trọng. Tại vì là nó không đơn thuần là em chỉ có thể bước lên sàn và em nhảy. Em mong là mình sẽ mang một màu sắc Latin, cái sự hoang dã, cái sự điên loạn, cái gì thuần túy, tinh tế của dance sport, của cái bộ môn của em đến với lại khán giả truyền hình cũng như là người xem. Không chỉ là đấu trường tranh tài giữa các thí sinh mà còn là nơi trân trọng những tài năng nhảy múa trên khắp cả nước. Những cuộc thi như Thử thách cùng bước nhảy với sự đam mê nhảy múa được bộc lộ qua mỗi cá nhân. Tất cả đang ngày càng góp phần thay đổi định kiến của xã hội về hai chữ vũ công.